Hello chào tất cả anh em nhá. Mình là NTN đây. Đẹp trai mắt số 03 đến từ Bắc Giang. Ok. Thì hôm nay mình đã quyết định là cho thành viên trong bốc chat của mình chơi một cái game show nhá. Đó chính là ai là vua nhân phẩm anh em ạ. Thì luật chơi sẽ là tất cả mọi người đều phải nhảy ở khu vực tháp đồng hồ nha anh em ơi. Anh em khu vực xưởng cơ khí nhá. Đó, và anh em không được chạy trốn nhá, không được núp ở dưới mấy cái chỗ cái cột kia anh em ạ. Đó, thì xong bắt đầu mình là chủ phòng ấy thì mình sẽ thả Z zone xuống nhá. Ai mà là người sống sót cuối cùng ấy thì người đấy sẽ nhận được giải thưởng lên tới 10k kim cương nhá. Đó, thì anh em nào muốn chơi game show này cùng mình thì anh em nhớ là comment ID bên dưới nhá. Và đừng quên là bấm cho mình một nút like nhá. Thì mình sẽ thách thức tất cả anh em bấm được cái nút like nhá. Thì video này mình đã khóa cái nút like rồi. Anh em bấm làm sao được. Ok, đó thì tất cả người chơi đã nhảy ở hết ở cái khu vực này nhá, để mình xem có ai trốn không nha anh em ơi. Đó, đây là thành viên trong bốc chat của mình nha anh em ơi. Đấy, thì anh em nào muốn chơi game show này cùng mình ấy thì anh em nhớ là comment bên dưới nhá. Đó, anh em thấy chưa? Không được trốn dưới mấy cái cột này anh em thấy chưa? Đấy, cái cột này ai mà trốn thì sẽ lập tức là kiểu như thua cuộc nhá. Dù top 1 sẽ không nhận được kim cương đâu nha anh em ơi. Đấy, tất cả người chơi đều rất là uy tín anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ thả luôn cái Z zone đầu tiên nha anh em ơi. Đấy, thì đây là cái chế độ tạo phòng mới ở OB 36 anh em ạ, cực kỳ vui luôn. Đó, thì anh em có thể chơi game show cùng mình nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ thả luôn cái Z zone ở cái chỗ này nha anh em ơi. Đấy, giữa xưởng cơ khí nhá, để mình phóng to lên một tí nha anh em nhìn cho rõ nhá. Đó, đấy thấy chưa? Thả cái Z zone đây nhá. Để xem liệu ai sẽ là người toang đầu tiên nhá. Rồi, cái Z zone đầu tiên đã được thả. Rồi, 14 thanh niên, liệu có thanh niên nào đăng xuất khỏi trái đất đấy không đây anh em? Rồi, xem ai là người sống sót cuối cùng nhá. Đó, mình sẽ lướt qua một lượt nhá. Đây rồi, thanh niên này sẽ nhìn được tất cả nhá. Rồi, anh ta đã bật trước con xe L7 lên. Ôi, GCT Phong đang ngụm rồi anh em ơi. Đã xuống gặp ông bà rồi, còn ai nữa không? Rồi, anh ta, vâng, thanh niên này bật ấy lên thả tim mình nhá. Ok, rất là hay luôn. Rồi, bọn này cũng trốn luôn ở trong này thôi anh em ạ. Rồi, có ai chết nữa không? Cái Z zone đầu tiên không có ai chết nữa kìa anh em. À đây, chết rồi, thằng bờ xinh nhất vừa chết rồi anh em ơi. Nó vừa thả tim mình nó lụm luôn rồi. Ôi, ui, chết một phát 6 người thôi anh em ạ. Kiểu như đứng chung với nhau ấy anh em. Lố một phát chết 6 người thôi nhở. Ảo thật đấy. Rồi, thanh niên sushi này cũng khá là ok đấy, chạy sang bên này anh em ạ. Rồi, thả tim mình luôn nhở. Ok, tiếp tục nhá. Tiếp tục cái Z zone thứ hai anh em ơi. Đó, tiếp tục cứ thả đây nhá. Đấy, sự kiện không phải ở chỗ này anh em ạ. Đây, khu sự kiện mình sẽ thả không kích nhá. Quả thứ hai anh em ơi. Chuẩn bị bắt đầu này. Đó, thả luôn này. Sao không thả được nhé. Từ từ hình như nó phải đợi giây anh em ạ. Bình tĩnh nhá. Đó, mình sẽ để đây nhá. Ok, thả luôn. Rồi, quả thứ hai này, xem ai sẽ là người sống sót cuối cùng đây anh em ơi. Chỉ còn 5 người nữa thôi anh em ạ. Vâng, quả đầu tiên nó chết luôn bao nhiêu người nhỉ? 7 người anh em ạ, nhập 9 người chứ. Quả đầu tiên chết luôn 9 người anh em ạ, 14 người còn đóng 5 người luôn. Rồi, chỉ còn 5 người này thôi. Xem ai là người sống sót cuối cùng đây anh em ơi. Rồi, đệ LTL. Vâng. Phát đầu tiên chết khá là nhanh đây anh em ạ. Rồi, để xem ai là người sống sót nhá. Rồi, ai đây? Duy mắt ạc, anh ta đang đứng lên ngồi xuống anh em ạ. Rồi, bên này là GC Sushi nhá. Ok, tiếp tục là đệ tử LTL nhá. Rồi, một người đã chết rồi nha anh em ơi. GC Sushi đã chết rồi nha. Ôi, 2 người chết luôn kìa. Cái gì đấy? Chưa vòng bo đầu tiên đã chết rất là nhiều anh em ạ. Đó, chỉ còn Hania này, đệ tử LTL và GC LLL nha anh em ơi. Đó, Hania, đệ tử LTL, GC LLL. Ai sẽ là người chiến thắng đây anh em ơi? Hania đang quẩy. Ok, quả này mình sẽ chơi lớn hơn nhá. Thả 2 quả Z zone luôn nha anh em ơi. Đó, thả 2 quả Z zone cho nó kinh nhá. Đó, 2 quả thôi anh em ạ. Để xem ai là người sống sót cuối cùng đó anh em. Cũng thả luôn này, từ từ để mình xem này. Lại nha, thả lại nhá. Đó, như thấy game show là hay không? Quá hay thôi anh ạ. Sao không thả được ta? Trời, bị lag à? Ok, thả lại nha anh em ơi, thả lại nhá. Boa đang thu rồi nha, Boa đang thu rồi. Bây giờ mình còn không thả được nữa anh em ạ. Ảo thật đấy. Cái gì vậy trời? À, hình như phải di chuyển anh em ạ. Rồi, mình sẽ thả 2 quả Z zone nhá. Để xem bao nhiêu giây nữa anh em ơi. Công kích này. Đó, chuẩn bị mình sẽ 7 giây nữa, mình sẽ thả thêm một quả nữa nhá. Để xem liệu ai có thể sống sót cuối cùng nha anh em ơi. Chỉ còn 3 người chơi nữa thôi anh em ạ. Cực kỳ là gay cấn luôn. Xem ai nhận được giải thưởng 10k kim cương nha anh em ơi. Đó, mình sẽ thả thêm một quả nữa nhá. Rồi, mình sẽ thả thêm quả nữa đây nha. Ok, 2 quả Z zone cùng một chỗ anh em ơi. Rồi, tiếp tục. Đây là vị trí của đệ tử LTL. Cô ta đang chạy rất là nhanh thôi anh em ạ. Anh em biết đây là ai đúng không? Biết thì comment xuống nhá. Rồi, GCLTL, đệ tử LTL, GCLLL, Hania. Rồi, ai đây? Mình sẽ bấm cho mỗi người một nai nhá. Bởi vì 3 người này chơi quá uy tín thôi anh em ạ. Rồi, thanh niên này được 5 nai thôi anh em ạ. À đây, ai sẽ là người xuống chập gặp ông bà đây. Rồi, 2 quả giết luôn. Không chết một ai anh ạ. Rồi, 1 pha bay màu của GCLLL anh em ơi. Chỉ có 2 người cuối cùng thôi. 2 người cuối cùng thôi. Quả này mình sẽ tiếp tục thả giết dồn anh em ơi. Không kích tiếp nha. Đó, lần này mình sẽ chơi thả luôn quả nữa này. 3 quả giết dồn cùng một lúc. Đó, ai sẽ là người chết đây? Vâng, 1 pha cực kỳ căng thẳng đến từ đệ tử LTL. Theo anh em, ai người sống sót cuối cùng đấy thì mình sẽ ra cho anh em một câu hỏi nhá. Anh em nào mà trả lời được thì mình sẽ tặng 5k kim cương nhá, cho khoảng 1 bạn thôi, may mắn thôi nhá. Thì đố anh em biết để mình xem câu hỏi là có khó thế nào. Từ nãy giờ mình thả 30 quả Z zone rồi. Đó, cực kỳ uy tín luôn. Anh em không được xem lại nhá. Rồi, tiếp tục nào đệ tử là ok, mình sẽ thả thêm quả nữa cho nó căng nha anh em ơi. Thả thêm quả nữa này, cho nó gắt này. Rồi, 4 quả Z zone liên tiếp anh em ơi. Đệ tử LTL đang chạy, Hania cũng đang chạy luôn. Boa Thu thì không được chạy nha anh em ơi, Boa Thu sẽ không được chạy nha, chỉ được xung quanh ở trên nóc này thôi nha. Rồi, vẫn chưa ai chết, tiếp tục là thả quả lưỡi nha anh em ơi. Đấy, mình sẽ thả liên tục nha, quấy boy mình sẽ thả liên tục nha anh em ơi. Đó, cho nó gắt nha. Rồi, quả tiếp theo. Ai chết đây, ai chết đây, ai chết đây, vâng, không ai chết rồi nha. 2 người sống sót rất là trâu luôn. Rồi, đệ tử LTL đang chạy, Boa đã bắt đầu đốt rồi nha anh em ơi. Boa, ôi, ôi, ôi. Đệ tử LTL đã làm xuống, Hania là người chiến thắng nha anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn, đẳng cấp, 1 nai anh em ơi, 1 nai. Ok tất cả anh em nhá, thì bây giờ mình sẽ vào shop của mình để mình rút kim cương tặng bạn này sống sót cuối cùng nha anh em ơi. Đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em vô shop của mình luôn nhá. Đấy anh em thấy chưa, thì đây là video của mình nhá. Thì cái phần mô tả này, link shop mình ghi ở đầu tiên luôn nha anh em ơi. Đó thì anh em bấm phát vào là vô shop của mình nha anh em ơi. Thì shop của mình đã x2 lạp thẻ nhá. Đấy hôm nay mình sẽ quyết định là nâng tỷ lệ cho khoảng 1000 bạn vào đầu tiên nhá. Anh em quay phát nào lũ phát đấy nha, nên là anh em nhanh vào nha, không thì có rất là nhiều anh em vào đấy. Đó anh em thấy chưa? Thì bây giờ mình sẽ quay luôn cái vòng quay fan cứng LTL nhá. X2 lạp thẻ này để xem 9k được bao kim cương phát đầu tiên nha anh em ơi. Đó, 4 kim cương hơi đen anh em ạ. Ok tiếp tục nhá. Đấy mình sẽ tăng tỷ lệ cho anh em nhá. Anh em quay khoảng 3-4 phát là lỗ hú này. 4999 kim cương em thấy chưa? Ui cái gì vậy? Ok, mình sẽ quay thêm phát nữa nha anh em ơi, để xem nó ra bao nhiêu kim cương nhá. Rồi, 24 kim cương. Ôi hơi đen, tiếp tục nha, tiếp tục nha. Đấy 3-4 phát là lỗ hú nha anh em ơi, để xem đủ 10k thế nào. Rồi 2599 này, tiếp tục phát nữa nha anh em ơi. Đó, quay tầm khoảng 5 phát là đủ 10k kim cương này. Đủ không? Rồi 2999 kim cương nữa kìa anh em. Trời ơi, tiếp tục quay nha, tiếp tục quay nha. Đó, anh em thấy chưa? Đấy lại được 499. Ok, nói chung là clip của mình đến đây là kết thúc nha. Đấy thì anh em nào muốn vô shop của mình quay kim cương thì anh em nhớ là kéo xuống phần mô tả nha. Đấy, thì clip của mình đến đây là kết thúc nha. Bye bye anh em.